Thanh niên đóng giả vai người của khu dân cư để đá xe một cách ngoạn mục. Hôm nay ngày 9 tháng 12, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian chia sẻ đoạn clip với dòng caption như sau. Không chỉ có khu trọ mà ngay cả những tòa nhà, khu dân cư có khóa cửa bằng dấu vân tay hoặc có cửa đóng cẩn thận vẫn bị kẻ gian trà trộn vào. Quay đây nạn nhân lắc đầu chán nản muốn gục ngã khi xem lại clip, tự trách ông trời sao biết bao nhiêu chiếc xe xịn sò không chọn mà để kẻ gian có cơ hội hành nghề chọn ngay xe của mình, và muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Dịp cuối năm mà mất xe như vậy coi như mất đi cái Tết sung túc như tình huống sau đây. Vụ việc xảy ra vào cách đây vài ngày tại một khu dân cư cao cấp thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống sau, đối tượng đã lợi dụng lúc nhân viên mở cửa cuốn hầm xe tòa nhà văn phòng để đột nhập vào theo trộm xe máy. Khi một người dân từ ngoài mở cửa chạy xe vào thì cũng là lúc một nam thanh niên đi bộ từ ngoài vào theo. Lúc này có vẻ trời đang mưa nên mọi người cũng lay hoay mặc và cởi áo mưa nên chả ai thèm quan tâm tới gã đạo chích kế bên. Tên này giả dạng đóng vai là người dân của khu dân cư như thật vậy, giả vờ đi lên cầu thang, đứng nhìn quan sát xung quanh đồ đó. Gặp cầu thang có vách kính nữa chứ, tạo điều kiện chắn ta dễ quan sát. Sau đó một dân cư đi lên thì hắn ta diễn cảnh đi xuống. Tiếp đến tên này quay xuống tiến tới chiếc xe quay Alpha màu trắng mở khóa rồi leo lên xe chạy ra ngoài, biến mất nhanh như tia sét trong cơn mưa. Nạn nhân cho hay đã trình báo cơ quan chức năng mong tìm lại tài sản để ăn Tết cho vui tinh thần. Cũng mong muốn tất cả các khu dân cư nên xem đây mà rút kinh nghiệm. Vì mà giữ xe hở hình như thế này thì sẽ còn nhiều vụ mất xe tương tự nữa. Nhất là Tết nhất tới nơi, cá nhân mỗi người cũng phải tự cẩn thận với tài sản của mình. Còn bà thấy sao về va đá xe manh động trước mặt người dân khu dân cư này? Bình luận rộng rãi cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.